Ok. Hay tính nữa đúng không ạ? 120 tiếng mở cửa đúng không ạ? 2 tiếng mở cửa. Dạ vâng, vâng. Bây giờ mới biết à? Bây giờ mới biết. À lúc nãy kiểm tra ở trên mạng à. Dạ vâng. À, thế là một mình mất mình à? Dạ vâng. Thế là muốn ăn không? Ê, chị uống chè. Chị uống nước chè. À, muốn uống chè. À, có. Đến 5 giờ nhé. Dạ, vâng.